tập số 10 Đúng là cơ hội tốt để Đạo Nhi rèn luyện Dĩ Dĩ Đại uy Thiên Long Đại là Pháp Chú Mật Nhật Chư Phật Ờ gì Đạo Phật Chứ gì thi chủ từ trong nước đến Vậy thì giờ hãy về với lại nước đi Trong sông đổ về một biển Tin rằng chư vị cuối cùng Cũng có thể tìm thấy đường về Ôi có mổ Nhìn chiếc pháp của ông mấy Con lửa trọc này À con lửa trọc này là Là Minh Hiền viên triển Của thiền vận thiền viễn Ôi là Minh Hiền phương trưởng À, ông ấy, ông ấy chính là Minh Hiền phương trưởng Có tụ tật báo đó Minh Hiền phương trưởng à nào nhì lợi hại quá Dạ 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 ừ, Nó phi quá đà rồi Mến hiệu phương trường này nổi tiếng là buồn già hẹp hồi Thì chủ à hấp băng tăng Úc đọc trị thương cho người ừ. Đại sư à không cần đâu Chỉ là mấy cái con bỏ chết cắn thôi mà Vài năm trước ông ta nhất quyết muốn trị Muốn sư huynh ta thoát y trị thương Sư huynh ta từ chối Kết quả sau khi ông ấy tới cười rời đi bên đường thì cái chốc quả thượng sông chạy đến đánh cho sư huynh ta đến nỗi hai tháng không thể nào xuống giường. hả vậy trước đây chúng ta không nghe quả thượng đó khuyên dạy con đuổi ông ta cút á lẽ nào à thí chủ đừng gà hoảng lão nạp ta rất là rộng rãi chứ vô trước đây có vậy, Vì thí chủ nói xấu ta ta cũng không quá để bụng đâu ôi ông ta đi rồi đi rồi thì đất tội với phương trưởng còn muốn rút lui ôm thấm mưa Vậy cả luyện không dễ vậy đâu. Ừ, chẳng qua là mộ thượng điền Miễn nam mô bụng một bồ vào gâm mà. Nhìn cảnh quen quen. Đã nhậu lúc nào có hai thằng đứng làm cảnh, con xấu thằng kia thì nó đập người. Sư phụ, máu nhìn kìa, quần tráng quá đi. Đầu nhì cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi rồi. Màu nhìn kìa là lục đến văn lục tiền bối. Lục tiền bối là tôn sư trọng pháp số 1 và số 2. Còn mấy ở đây thì có hy vọng phá giải được trọng pháp rồi. Vỗ khúc, tham lạc, cự môn, phá quân. Mở... Mơ... Không rồi. Không ngờ lại có bảy Tiền bối cẩn thận. Lục tiền bối ông không sao chứ. Không có gì đã ngại cả Đã đá tài chủ Ân Ôi là thiếu tông chủ của một gia tông hàng Ân Lúc chưa đầy ba tuổi đã chạm tới cảnh giới linh hoàng rồi Vậy ba tuổi người ta đã là tu tiền Còn lúc đó tôi ba tuổi còn chưa bỏ bú nữa là Thật sự là kỳ tài hiểm có Với thiên tư đó quả thật là có thể đứng đầu thiên hạ rồi Lục ba bá Trong pháp này hung hiểm gì thường Thương thế của bà bá thế nào rồi? Ây da! Vết thương không đáng ngại nhỏ thôi. Sau này lục bà bá nhất định phải cẩn thận hơn. Ừ, cô gái đó là ai vậy? Ngươi ừ, người không biết sao? Đó chính là trưởng nữ của Diệp Quốc Cộng, Diệp Gia Nguyệt. Ừ, là một cặp trời sinh với hạ tiếu tâm chủ đó. À, ta nghe nói đến cả thánh thượng cũng phải ngưỡng mộ mỹ mạo và tài năng của Diệp cô nương. Mà Diệp cô nương lại muốn thánh thượng phế phải trước hoàng hậu số mở hậu cùng duy nhất chỉ có cô ấy thì mới chịu nhập cùng ừ, dịp cô nương này đúng là giỏi hành huệ có điều có ta chân chính khiến cho hoàng đế mềm muội để nổi hậu cũng không cần như vậy trong thiên hạ này chỉ có mỗi yêu nghiệt đồ đó thôi giờ à. ừ, tại như tỷ dịp cô nương đã từng nói nếu như hoàng thượng của ý gà ép gã thì có ấy sẽ tự hủy đi dung mạo ừ, nó hay lắm tình quỷ hoàng đế ám sát này cuối cùng cũng có bị ăn hành rồi. Tô cô nương có lẽ rất không vừa ý với đức kim thánh thượng. Ừ, không có gì ông ông cái nhân thùi. Ôi là đâu lầm cho ca ca ta quá. Hay. tiền bối đã tự phá lại trọng pháp rồi. Ừ, chẳng bao lâu nữa hoàn toàn đã phá giải được trọng pháp thùi. Ồ có vẻ thú vị đây. Cái gì? Hả? Đã mất rồi. Hai người đó đi đâu rồi? phá đến đây trợ nhãn di động đã phá được bốn cái rồi ăn ơn đi phá 12 cái diệp cô nương thì đi phá bảy cái thêm còn lão phụ tổng cộng hơn một nửa rồi à đào nhi nói thật đi hả sư phụ vì người vất vả biên tập ra năm năm phá trận ba năm mô phỏng con đã làm được bao nhiêu rồi giờ dạ, ơ đã làm rồi ba trang rưỡi ừ. đào nhi con hả à, thì hạ chỉ là muốn đưa đồ nhi luyện tập một chút thôi à, cũng không được sao y da quán đường đây là trận pháp của thần linh lâu lại chỉ còn sai một ly là đi một dặm người có tư cách gì mà luyện tập ở đây còn còn màu lùi xuống ta chỉ còn cách cùng tống các hạ rời đi dám <laughs> hỏi hai vị Trọng pháp này là do các người lập ra sao? Nhị nhạc, Cứ đứng mãi ở đây, không bá đạo chút nào. Thường pháp của hắn khiến tất cả trường nhãn đều tránh ra rồi. Tục nữ đã nói rất hay, chỉ người ám hiểu mới biết được thượng thức. Cái gà mơ thì biết không cho vui. <laughs> chỉ bằng chúng ta số tài xem ai có thể phá được trận này đi. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, ở đây nhiều người như vậy. Cố ý để ta mất mặt có đúng không? Để rồi, ngươi mất có cái gì? Người thắng có thể yêu cầu người thua là một chuyện. Dù gì, ta cũng sẽ không thua. Đúng là tiền tiểu tử không biết trời cao đất dày mà lại dám so tài cao thấp với lục đại sư. Ê là não của hắn tàn rồi. <laughs> lục đại sư à, Ông với cả ốc nửa tháng trời mà phá được còn một nửa Mà tên tiểu tử, tử có thể chết ở trong trận thì cũng đáng đời Tiền bối à Nó thật sự có ý phải phá rủi công viên Thì vẫn xin bây giờ sẽ lập tức đi giết hắn Tập số 12 Không sao cả Trận pháp này cái biến hóa không lượng Nếu như hắn dám làm loạn thì trận pháp cũng đủ làm hắn Hình thần câu diệt rồi Người làng ban nãy ở trên người người Cái chút sát khí đó Lấy nào ở đây Có người từng đắc tội với người sao Nếu như từng đắc tội với người Thì giết hết bọn chúng là được rồi ừ, Chúng ta không phải đã giáo hẹn rồi sao Vì ngàn môn nhất định Là sẽ toàn tâm trị giúp cho người à, <laughs> Còn ai đã tội với ta cả Chỉ là nó thực sự xảy ra chuyện gì ta hy vọng sẽ làm bẩn tay ông Mỹ. Hả? Người làm đẹp trai quá. Bà giáo chủ ngày đem chân nguyên vào cầm âm. Nhưng vừa nãy ngài là muốn giết ai sao? Hồi bản giáo tuồng chỉ là cái đám tép riêu mà thôi. Không giết thì cầm giết. Chỉ là... Nếu thật sự là dám động tay ông Mỹ thì chúng chết chắc rồi. Ông ấy lại Lại khiến cho bạch giáo chủ lại bận tâm đến như vậy ừ? Lỡ kiếm thần Người có sắc ý nặng như vậy Cuối cùng là buông đánh nhau rồi sao <laughs> Làm gì có chứ Vậy người nhắm vào ta làm cái gì Hai, sự tồn đúng là không hiểu Thú vui đã thể hiện ra trước mặt người khác nếu như cho phép ta tán dương uy danh lần lẫy của ông ấy ông ấy là người tật vô cùng tồn kính khó khăn lắm mới sức mồ một lần lại bị đem cái chuột nhắc kỳ coi thường ừ. nhưng có sư mội ở đây thì ông ta cũng không mong ta đến làm phiền đầu nhĩ ông ấy ai vậy Đầu nhi cũng như lấy thủ pháp của sư phụ Lần sau gặp phải trận phá tương tự Có thể tự mình phải giải Vâng sư phụ Trả rỉnh gắn Đây là chiêu thức gì? Lễ nào Ta sẽ thua sao? Phá Tiểu tử càng quấy Đây là hậu chiều của thiên địa đại trận <laughs> Ta hoàn toàn không người đến xem ra Ngươi chỉ có thể dùng thân mình để tế trần thùi Phá tiếp Phá Phá Lúc tiên sinh Xem ra Thắng thua đã định rồi. Không ngờ hắn lại, Lại thật sự, Phá được trận pháp rồi. Tự quên rốt cuộc, Là thần thánh phương nào? Đào nhi, Trận pháp này vẫn còn nguy hiểm, Để ta vài nghìn nữa thì mới có tan đi, Thì lúc đó sư phụ sẽ dẫn con vào độc bảo. Vâng ạ. À. Ông nói xem, Nếu như ta đã phá được trận pháp này, có phải ông nên thực hiện lời hứa rồi không? Người người, sao ngươi biết được tên huy của trận pháp tuân cổ này? Nếu đây là trận pháp, thì ác sẽ có tên. Ta có tập phá được thì đương nhiên sẽ biết tên của nó rồi. Ai, ừm. Lão Phụ thu rồi. Các hạ có bất kỳ yêu cầu gì thì Lão Phụ cũng sẽ làm theo. Luật tiền bối. Người ta phải y phong làm cái gì chứ? Trong pháp này bọn ta đã phá hơn nữa rồi. Người chẳng phải là chó ngốc phải rùi ư. Ây, lại nữa rồi, cả tính không chịu thua của con bé này. Nhật là đối với nam nhân, không phải ta. Ờ ha. À, cái đó lục tiên sinh. Ôi, đánh ta bằng trận khác. Người không biết đi, chúng ta đấu lại lần nữa. Ta hãy quyết định xong thứ ta muốn rồi. Thứ ta muốn... Hổm sụt, người có ý gì? Ừ. Trâm ngọc của cao đồ của lộc tiền bối Đạo nhị thứ này không tội nè Rất hợp với con đó ừ, Sư phụ à có thể lấy đồ vật thiết tầng của người À con gái khác tầng cho ta chứ Vì sự chẳng quà là thấy nó đẹp Nên mới lấy về thùy Hay là vì sự trả cho người ta nhé Đấu rồi Màu trả lại chăm chất cho ta ừ, đơn hồng đó sư phụ tặng cho đầu nhì thì ai cũng không được cướp à giờ nghĩa là chỉ là một chiếc trống trăm... trai mà thôi cô ta muốn thi cho cô ta đi sư phụ à, chiếc trống này chính là là chính nhi tặng cho con đó à tỷ à được gọi là, hôm khác ta lại tặng cho tỷ chiếc mới hả chính nhi ừ, chỉ được đẹp hơn không được xấu đi à, ok ok A à, tỷ trước đi nghe cha nói về con trai và con gái của Diệp Quốc cùng hóa ra là bọn họ. Chỉ là không ngờ trình độ trận pháp của Từ Quỳnh lại cao thâm đến như vậy. Tại sự khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. À được có đâu có đầu, Tây Hạ cũng không ngờ quân đại lại là công tử của Diệp Quốc cùng Hắn ngờ tư ưu. dám lấy đồ vật thiết tầng của ta. Lê nào? Tiểu thư à, Thương thân thần kinh họ từ đó lại đưa thư đến rồi. Ừ, viết thư tình hài nằm cho tiểu thư. Tiểu thư đến mặt mũi, hắn ra sao cũng không biết. Ừ, chẳng quả chỉ là một phú tường thôi. Bốn tiểu thư không thèm. Tập số 13 Nói thật sự là hắn thì tất cả rõ ràng thông suốt rồi. Trên đồ trận pháp y phòng lại có ý cướp đi trăm của ta. Bên người lại có đem thề nữ nhân. Ở trên đồ trận pháp của các hạ tên là đặc sắc lão phu có vài vấn đề tổ hợp không gian trọng pháp lực chọn cơ trận a à kích cấu trần nhận a à muốn thành giáo còn lôi kéo làm quen với lực tiền bối chính là muốn sự thuốc chú ý của ta sao Điều. tiền sinh quả đúng là kỳ tài trận pháp trầm nằm khó gặp cuốn này năm năm trận pháp bà năm một phỏng này là bảo bối vù giá, ta và ông xem như là có duyên. Cái này truyền lại cho ông cho nên, đừng có thỉnh giáo ta nữa, đã ta. Kỳ cảnh thấy quen quen. Lúc, cháu tinh trì còn nhỏ. À đã tất cả hả? Đúng là phong phạm của cao nhân. <laughs> Sư phụ lại đem sách bài tập của Đào Nhi, tán cho người khác rồi. Đ Đào Nhi. Hả? À? đúng là mùi xấu Đào Nhi. Vậy ca 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 đâu gì nhớ quỳnh quá những ngày này vẫn luôn tìm quỳnh nhớ quỳnh đó vậy cả hà nem ca ca Quên vì đạo nhì mà bị quan đế Phật đến đây ư? Ừ. Quên chịu khổ rồi. Ở từ à, từ các hạ, Ê. thằng anh ăn nhờ quá, ý, ừ. à cái đó bác sư quân à quân ấy có đến cùng ngày không hả người nghiêm túc chút đi á à? à, có phải đừng hiểu lầm tại hạ chỉ là chỉ là nhìn này vì bác sư quân có chiếc khăn tay đỡ quân ở đây ta vẫn chưa trả cho quân ấy vẫn nó vẫn ấy nấy ở trong lòng à nếu như người muốn trả lại thì đưa cho ta là được rồi để lúc đó ta giúp người thì trả hắn À chút chuyện nhỏ này không dám làm phiền đánh các hạ Được thôi Bốn tiếng thư cùng người cho một ván cuối cùng không tin ngư vẫn thắng được ta Mất đầu một khúc rồi đầu đầu nhi Cái hình bị cắt một nửa đó chưa Đầu nhi ca ca thật sự luôn rất nhớ mùi đó Chỉ là ca đang có chút chuyện gấp tìm từ các chủ mà thôi Ừ, đầu nhi cùng lâu mới tin tô hiên Diệp chính tô quỳnh vì nãy nhìn quen nhau à à, à quỳnh không giới thiệu đây là tư ngôn các chủ cà cà gần đây mới tin đồ một trình báo về sư phụ che trời rập đất u um, mồm um, ghé tới nói như sư phụ nên im lặng một tiếng thì hơn à, <laughs> à vì này là tư huỳnh ở kinh thành tư huỳnh không có gia đình phụ quý mà còn là sư phụ của đào nhi bằng hữu thân thiết của tài hạ hả ờ hóa ra là vậy họ tự kinh thịnh phụ quý quả nhiên là hắn coi <laughs> gì gặp mặt nó tân tích đã xuất hiện ở một dàn tà chi bằng để một dàn tùng chức tất tận tình tiếp đại mời các vị đến phụ nói chuyện ừ, sao phải tiếp đại chứ được thôi Đào nhì, cá đường đi, chưa được nghỉ ngơi tử tế rồi. Một dàn tâm chủ. À, đào nhì ăn cơm xong rồi đi ngủ, Khó mất rồi. Sư phụ đây thật là nhàm chán mà. Cái tội này, từ lúc bắt đầu đi luôn ra vẻ Thế ngồi cao nhân, con thật sự rất bình tĩnh nữa chứ. Ừ, rõ ràng là có ý với ta không biết tiểu thư này đã có người vì hồn phụ rồi xảy sao chứ? À, dì cô nương, cô đứng đây đã lâu lắm rồi, nếu có chuyện gì thương nghị thì xin đừng có ngại nói ra. Ai nói? Ai nói ta có chuyện cần thương nghị chứ? Bốn tiểu thư chẳng qua chỉ là trên đường về phòng đi ngang qua đây thôi. Xem ra công tử không chỉ hiểu trọng pháp mà còn biết đánh cờ ở à, nhà rỗi không có việc gì làm thử xem là có phá được tăng cục của thành cờ không tăng cục của thành cờ là con muốn hình hoàng trước mặt bốn tí thư chỉ đang tiếc là kỹ thuật đánh cờ của ta đến thánh thượng cũng phải tán thưởng không thôi đây đúng là vạch trần bộ mặt của thật của người rồi Nếu công tự biết đánh cờ chỉ bằng chết cùng bốn tí thư một ván tới nào ừ, cái cảnh lúc nãy đây rồi nghe ra cô nương còn có ý hạm hại hàm ý khác không phải chỉ là muốn đánh cờ đúng không coi như là người thông minh nếu như bọn thì từ trắng, vậy thì người phải trả lại kỳ cái, kỳ cái chậm mà chỉ nhi đã tặng cho ta vậy nếu ta thắng thì sao <laughs> người muốn sao cũng được vậy cái câu này là đỡ chết nè dẫu thế nào thì ta cũng sẽ không thua sau một hồi chinh chiến hai bên rất là kịch liệt thì ta ta ta, ta thua rồi à đang tiếc đang tiếc quá thấy cô nương nửa bước rồi xem ra cái cái chấm đó cô nương không lấy về được rồi <laughs> nửa bước mà thôi chúng ta đấu tới một vạn nữa À, vì cô nương à, có đồng ý nói chuyện ta thẳng thì đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Vậy cô dám chờ dám chịu thực hiện trước đi đã chứ. Người muốn làm gì? À, không giấu cô nương. Ta cực kỳ thích những đồ vật thiết thần của nữ tử. Nếu như cô không phục thì đương nhiên có thể tiếp tục đánh. Nếu như cô thắng thì có thể lấy lại đồ của cô. Mà nếu như ta thắng thì cô phải lấy một vật trên người của cô xuống. Thế nào? Giống như đánh cờ cởi đồ ta Tập số 14 Xem ra Xem ra tương tư ta xấu nặng quá rồi Nên mới dùng cái cách này đã lấy được đồ vật của ta làm niềm ác ủi ư Bạn nãy ta đã thua nửa bước rồi Chẳng qua là do hắn ăn mày Trước khi đến đây Tên ta đã đặc biệt trang điểm trang sức cũng không thiếu ừ, Đều có thể thắng trở về Tự tin lắm Đấu thì đấu bổn tiểu thừa mới không sợ người <laughs> chơi cờ là phải biết thả phải biết nhường để mà giữ bạn chơi lại thua rồi thua rồi thua luôn rồi vẫn nữa vẫn nữa vẫn nữa ta phải gỡ lại vẫn nữa ai da, gì cô nương à khả năng đánh cờ khiến cho người khác thật là kinh ngạc đó nhà nhưng mà tư mỗi lại ăn mày thắng vắng nữa rồi Cô vẫn muốn tiếp tục sao Ta Ta Còn cái gì vẫn còn bà món nữa Từ nhỏ đến lớn chưa từng thua Một con buông có thể giỏi hơn ta ư Đây đã Tại sao mấy cái ván liền tiếp hắn Lại thắng sáng nút Thật sự chỉ có một chút khoảng cách như vậy sao Hay là Ây da dì cô nương à Sợ rồi sao Bà món nữa thôi chứ mấy À, nó không thắng lại được thì phải hết trận thế này mà về đấy người được thôi một điều thư Còn người chơi một ván cuối cùng không tin người vẫn có thể thắng được ta ây dạ tốn công cả buổi chiều cuối cùng cũng sắp được thấy cái cảnh xuân quang thích mất rồi hơi to rồi dịp cổ nương chúng ta chơi ván cuối cùng quyết định thắng thua đi Đến đây Ai sợ ai Ây da Không ngờ lần này chỉ đến hai mươi bước Mà đã thắng được dịp cô nương rồi Dịp cô nương à Cô dám chơi thì dám chịu chứ Ta Ta mất lừa rủi. Thực lực của hắn cao thầm khó dò Ta chưa từng thấy qua cầu thủ đánh cờ nào như vậy một ván cờ cố tình thẫn sát nút để cho ta áo tướng mà phản đốn sai Quan Tôn bị hắn chế đùa trong lòng bằng tay đã nghe cái đồ đại ngốc đồ biên thái sao sao ngươi có vỡ vì vì yêu mà không có được mà có ý chỉ giấu thực lực chứ dùng cách này đã xí nhục ta hả yêu yêu không có được Thứ thử tỉnh Việc thư tình hai năm thì đã sao chứ Si tình thì đã sao chứ Ăn ẩn ơn tốt hơn ngươi nhiều Đồ dầm tật Kiếp này ngươi được mong đã được mục đích Hả Dịp cô nương Tốt xấu gì cô cũng phải Mặc y phục vào đó chứ <laughs> Sư phụ à Trong sân sẽ lại ồn ào như vậy Hả Đào nhì không ngủ nổi nữa rồi Chợt chà giờ đâu như vậy rồi sao? À không có gì sư phụ đang tập thể dục thôi Màu 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 trống dấu dấu Ồ Thật sao? À thật đó hả? Ừ Là đoán như ngủ mờ sao Cứ cảm thấy có tiếng nói của phụ nữ ừ? Sư phụ à dấu cái gì đó? À thật ra Thật ra đau nhi. Con có muốn trở thành cường giả không? Hả? À muốn đây là tài liệu học tập của sư phụ đặc biệt chuẩn bị cho con giúp con tu luyện đây. Hả? À đầu nhì à, cứ từ từ mà nghiên cứu cho kỹ nhà ừ. Sư phụ à, thương thần kiếm pháp không phải tổng cộng có 36 chiêu rất sao? Sao đến chân thần lại chỉ còn 18 chiêu vậy? Bởi vì nhân thần không phải là điểm cuối trong cái tu luyện của ta. Nhân thần nhân thần vẫn là chữ nhân phía trước không phải là thần thực sự chỉ cần đào nhì chưa nỗ lực thì nhất định có thể thần hòa được tu luyện trở thành thần thậm chí còn siêu việt hơn cả bọn họ nữa chỉ là không biết tại sao nơi này lại có một vị thần sống cũng không có giống như bị hạn chế vậy đại trận pháp vùng mống tăng tích tăng hết rồi chúng ta có thể tìm ra kết quả rồi Bên ngồi lúc tường, lúc đó, um, có người đến không hớt à. Bị tập bắt được rồi nè. Sư tô mà chơi vui đấy. Y phục lại ném hết ra ngồi tận ngồi sân luôn. <laughs> Sư tô sớm muộn gì cũng nổi danh ở thế giới này. Đây đúng là lý lịch đen nghiêm cô chị. Đợi thời cơ đến là <laughs> Vụ <laughs> này trúng mánh rồi Còn mấy cái thằng đệ tử này chắc tôi chết Tập 6 Một gian thần tích Sư phụ à Tưởng là một người âm u đáng sợ chứ Không ngờ lại hùng vĩ đến như vậy ừ, Lên khí dù dào tỏ ra Thì liên có thích tạo nên kỳ quan như vậy Kỳ trân dị bảo hút bên ngoài Ở bên trong hắn là không ít rồi Tô Hiền Quỳnh đâu? Không đi cùng các vị sao? Hắn hả? Sáng sớm ngày ra thì đã đi tìm người rồi. Ai biết chị đi đâu rồi chứ? Ngay cả đầu nhi cũng không thèm để ý đến luôn. Ừ. ừ tỷ cũng mới sáng sớm ngày ra đã nóng nổi rồi. Không thèm ra ngoài. Làm để để vào mùi muội như chân tà đúng là không dễ dàng gì. Từ Quỳnh, có thể phải giải phóng ấn thần tích đều là nhờ công lao của tư huynh lúc trước đã mạo phạm nên đã bị tặng vật này có như là tà lỗi mong tư huynh nhận cho lệnh bài để tiện thăm giờ thần tích một dàn tổng đã phòng phó một vài đệ tử đến khai quan trước ông đã sắp xếp các điểm tiếp tế bên đường đỡ cung cấp cho chúng ta bất cứ lúc nào có tấm lên bài này thì có tất cả các niệm tiết tế của một gian tông. Từ Quỳnh à, đều có thể sử dụng tùy ý, mà nội tông vẫn còn có việc còn phải giải quyết. Ta không đi cùng tư huynh được rồi. Ta đợi tỷ tỷ, ngu giận rồi sẽ đi cùng tỷ ấy. Từ Quỳnh đi đường cẩn thân lợi. Tập 66 Nếu đã như vậy đào nhì à, việc không thể chậm trở nữa. Sư phụ, chúng ta đi trước một bước thôi. Ui. Sư phụ à, Người chậm một chút đi Trong thần tích này Có khu vực cấm Tù vị cái đào nhi Lợi thấp Không thể tích ứng được Chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi Ôi thần tích đẹp quá Rõ ràng là trên mặt đất Nhưng lại Như là một thế giới khác vậy ừ. Quà đáng yêu quá Nơi này giới thần đặc biệt chế tạo đào nhì vẫn đến cơn thần một chút đi. Ừ, chẳng qua chỉ là con thú nhỏ thôi mà. Sư phụ à, nhìn xem đáng yêu chứ nè. Ờ. À. Là hoa. Mèo, mèo, mèo. Sư phụ, Sao đẹp nhì con thấy nó đáng yêu không? Ừ, con... Sư phụ à, thấy đó hòa đó, vô cùng đẹp mắt. Hay là ta hái sức tặng cho con nha? À, <laughs> ui, ui. Không, không cần, đào gì không cần đâu. Ừ, chỗ này nguy hiểm quá. Đào gì không dám đi lung tung nữa. Ở cần sư phụ, một bước không rời. Như vậy thì mới không gặp phải À Đây, đây là thứ gì vậy ừ, Đừng có quấn lục tồn khắp nơi chứ Sư phụ hờ màu đến cứu con đi à, Đào nhì đừng có sợ sư phụ đến cứu con đây Ây da Cây cây tức là linh hoạt thần mình Hay là nhỏ vài cây đem về thiên mệnh khác nhỉ Cứu <laughs> mạng cứu mạng cố ta cố ta với cố ta ừ. Đây, đi không muốn là thần thì chết cái thành phần xuyên không nào đây nhìn cứ như là người xuyên không nào nữa đây đi áo toàn là sắc kim loại không tập 66 mới nhất anh em yêu mới nhớ đăng ký kênh thay như tên nhé